Anh chỉ mong muốn gia đình mình được ấm êm hạnh phúc. Anh không biết phải làm sao để giúp vợ khỏi phải lo lắng nghi ngờ nữa. Nếu bây giờ có một cô gái xinh đẹp hơn em tỏ tình với anh thì anh sẽ nói sao? Em yên tâm, anh không siêu lòng trước phụ nữ đẹp đâu. Cái gì? Anh không siêu lòng trước phụ nữ đẹp? Nghĩa là anh chỉ siêu lòng với phụ nữ không đẹp? Ý anh nói là em xấu xí phải không? Không không, ý anh là ngoài đẹp ra em còn có tâm hồn thánh thiện, hiền hậu, dịu dàng. Vậy á, anh sẽ nói gì với cô gái đó? Anh sẽ nói xin lỗi em, anh đã có vợ rồi. Ủa, mắc gì phải xin lỗi? Ý anh là anh lấy em là có lỗi với cô ta, có lỗi với cả thiên hạ đúng không? Không không không, anh không có ý đó. Không có ý đó mà sao anh lại xin lỗi cô ta? Tối nay ngủ một mình đi. Ủa, mình đã sai cái chỗ nào ta? Mà nè, còn nếu như á có khách rủ anh đi bia ôm thì anh phải làm sao? Tất nhiên là anh từ chối ngay lập tức. Anh không chịu họ, họ không làm ăn với anh nữa thì phải làm sao? Cùng lắm thì anh đi, mà anh không ôm. Làm sao có con mèo nào mà không thèm mỡ, tin sao được? Thèm mỡ chứ, anh là đàn ông mà. Nhưng anh biết cục mỡ nào ăn được, cục mỡ nào mắc xương, nuốt vô sẽ nghẹn họng. Suốt đời này anh chỉ được phép ăn cục mỡ ở nhà thôi. Có tin được không? Anh đủ lý trí để biết nếu anh phạm sai lầm, anh sẽ bị hành hạ thể xác và tinh thần đến mức nào mà. Bao nhiêu cảnh khôn 3 năm dạy 1 giờ, rồi nhà tan cửa nát kìa. Anh phải biết rút kinh nghiệm từ những đàn anh đã té chứ. Còn nếu á, trên bảo á, mà ở dưới không nghe, anh không muốn, nhưng thằng nhỏ cứ ngốc lên đòi hỏi thì sao? Em yên tâm, pháp luật đâu có cho phép tùy ý muốn sử dụng súng ống lúc nào cũng được. Bắn bừa bãi là phạm pháp mà. Đạn dược để dành cho vợ còn không đủ trả bài, đâu thể tùy tiện phung phí được em. Được đó, để mỗi tối em lấy hết đạn ra dạy cho chắc ăn. Ủa, nay sao anh suy tư vậy? Anh đang ngồi ngẫm, thời gian trôi, cái gì nó cũng thay đổi. Thay đổi chuyện gì anh? Chuyện của vợ chồng anh. Là như thế nào hả anh? Bây giờ mọi thứ giữa hai vợ chồng anh thường chỉ kết thúc bởi ba từ thôi. Ngày trước xa nhau là nhắn tin, gọi điện cả đêm, hỏi nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không hết chuyện. Bây giờ dù anh có thao thao bất tuyệt, vợ anh cũng chỉ chốt hạ có ba từ: có lương chưa. Ngày trước cứ thấy nhau là lao vào nhau đắm đuối, bây giờ vợ hỏi có lương chưa, nếu có lương á thì tình nồng say, không có lương thì ăn chay cả tuần. Ngày trước anh thông báo cuối tuần cả gia đình mình đi đổi gió nha, cô ấy sẽ nở nụ cười thật hạnh phúc rồi háo hức chuẩn bị. Bây giờ anh nói cuối tuần thư giãn tí đi em, cô ấy bảo có lương chưa mà mày đặt vẽ chuyện chơi bời. Mọi chuyện trong nhà đều bị xen vào bởi bản lương. Êm đẹp cũng nhờ bản lương, mà sóng gió cũng vì bản lương. Anh ơi, nay ngày 10 rồi, có lương chưa? Đó đó, lại bản lương nữa. Mà ngẫm đi ngẫm lại, từ chuyện ăn uống tới chuyện học hành của các con, rồi thì điện nước nữa, tháng nào cũng phải chi tiêu. Cô ấy liên tục hỏi có lương chưa cũng phải. Bệnh đau nhức cơ xương khớp thường gây ra đau đớn ê ẩm. Vì vậy nhiều anh chị không còn nhiệt tình chuyện xếp hình nữa. Nên nhớ rằng vợ chồng lục đục, tình dục làm hòa. Cái đó mà không thỏa mãn được thì vợ chồng dễ lình xình lắm. Ăn quen nhịn không quen đâu, rồi dẫn đến đổ vỡ vì người thứ ba. Đáng buồn lắm. Bệnh xương khớp cũng là nguyên nhân dẫn đến teo cơ, bại liệt, tai biến. Lúc đó sẽ còn là gánh nặng của người còn lại. Vì vậy, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, hơi đau nhức một chút á, thì trị ngay đi. Lê Dũng đang cầm trên tay bài thuốc gia truyền của gia đình có tên là Đại Lực Hoàng. Hơn 30 năm, ba của Lê Dũng điều trị bệnh cơ xương khớp cho bà con ở Hậu Giang. Điều tuyệt vời là thuốc tác dụng rất nhanh, hiệu quả ngay ngày đầu tiên sử dụng.
sau đó vài ngày sẽ khỏi bệnh. Ai mà bệnh lâu năm á, thì kéo dài nửa tháng hoặc một tháng cũng khỏi. Đau đâu thì xoa đó, thuốc sẽ thấm sâu và làm tan các ổ dịch, tan vôi thừa, tan các xơ vữa đóng trong thành mạch máu. Sau đó đào thải qua đường nước tiểu, tiểu hết ra ngoài. Cơ thể trở lại bình thường như người khỏe mạnh. Ngủ ngon, không còn đau nhức. Về đêm á, đủ dẻo dai để lâm trận quyết liệt bất cứ lúc nào. Cái gì cái, ở nhà phải có sẵn đồ chơi ngon. Vì vậy, hơi đau nhức á, thì trị ngay đi. Đó là cách bảo vệ hạnh phúc gia đình tốt nhất. Cứ nghĩ mà xem, vất vả nguyên cả ngày, chỉ mong tối đến á, được thăng hoa vài phút. Thế mà cũng không được. Làm á, mà như không làm. Làm mà chẳng ra ôn dịch gì, dễ bị khùng lắm á. Anh chị cứ yên tâm sử dụng. Nếu không mang lại sức khỏe cho anh chị, Lê Dũng xin được phép hoàn tiền lại cho anh chị. Tiền của anh chị vẫn còn đây. Đừng để bệnh tiến triển nặng hơn nha. Hãy liên lạc ngay với Lê Dũng 090 7832 999. Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Lê Dũng.